tôi đã phạm sai lầm. Lần đầu tiên em thấy trăng sáng vậy á. Cái mỗi lần mà nằm nhìn trời vậy á, tôi nhớ ông Hải quá. Đúng là trong cái rủi là có cái may. Em yêu anh, anh đừng nói đến chuyện này. Chắc chắn là thất bại. Mẹ cứ bình tĩnh đã. Trời ơi, trời ơi, chắc tôi chết rồi, trời ơi. Trời ơi. Cảm ơn chị yêu nha. Không có chị chắc mẹ bầm em ra cho cá ăn luôn quá. Nếu như em không học cách kiềm chế á, thì sẽ còn nhiều chuyện rắc rối nữa đó. Sao em không kiềm chế chút nào hết vậy? Em như con ngựa dí vậy. Em chỉ muốn vui vẻ thôi mà trời. Em sẽ tiếp tục đi chơi. Không thể nào mà chôn đời mình trong cái chỗ chán đời này được. Có sao không? Mà nè, bộ em thích hai thằng đó hả? Không á. Đẹp chứ em đâu có điên trời. Vậy sao mà em thích hai thằng cha đó? Vậy sao lại nhận lời đi chơi với tụi nó? Vui là chính, vui là chính. Giờ em thấy kể từ ngày có hai ổng á, chị em mình mới được đi ra ngoài buổi tối hả? Ổng là visa mẹ cấp cho mình. Có visa mà không chịu xuất cảnh, người ta gọi là ngu. Nè, chị cảnh cáo em đó nha. Dừng chuyện đó lại đi. Nếu như mà em còn lợi dụng chuyện đó nữa, chị sẽ mét mẹ cho con. Và sẽ không bao che cho em nữa đâu. Mệt quá trời. Sao tôi mệt mãi cứ lãi nhãi hoài trời. Rồi nằm dậy rồi sao chị ngủ? Tôi không ngờ là ông An lại nhỏ nhen như vậy á. Ổng ở lợi dụng bồ, ăn chặn tiền của bồ, sống bằng tiền mà bồ kiếm được từ những người đàn ông khác. Vậy mà còn chơi bồ sát dáng như vậy. Tốt nhất là bồ nên gặp ổng để hỏi rõ mọi chuyện đi. Bà biết là không có tác dụng gì mà. Thật ra đấy nhiều trò lắm. Nhưng mà thấy bồ không mất tinh thần là cũng mừng rồi. Tôi mà mất tinh thần thì mà thằng cha đến mừng chết khiếp à? Còn lâu, tôi không để cho lão ta hủy hoại tôi dễ dàng như thế đâu. Nhưng mà bồ mà nghỉ việc ở quán bar chắc chắn là khách sẽ giảm đi rất là nhiều. Ngoài giờ bồ tính làm sao? Làm gì ở đâu đây? Thì đi hỏi mấy nơi khác. Nhận vài show kiếm sống thì có gì mà khó. Mà nghĩ lại cũng tiếc ha. Ở quán bar họ trả cho bồ cao gấp đôi từ tôi luôn đó. Chỗ khác chắc không thế chứ gì. Chưa chắc à nha. Người ta biết là bồ đang xa cơ, sẽ bị ép như thường. Tôi biết giá trị của mình. Ở đâu mà chẳng phải có cạnh tranh. Nhưng mà dù thế nào thì tôi cũng sẽ cho thằng cha đấy biết là không có lão ấy tôi vẫn sống tốt. À, mấy cậu thấy tôi làm đồ ăn sáng có được không? Nếu có gì thì góp ý đi. Tôi sửa đổi lại. Góp ý ha. Nói thiệt nha chị Quý, món trứng này không phải là muốn chiên ngon là chiên được đâu. Khó chiên lắm á. Mà chị chiên được vậy là quá hay rồi còn gì nữa. Nói chung là tốt. Cảm ơn cậu. Cậu ăn thêm nữa đi. Dạ thôi, ăn nhiều quá no, không làm việc được. Thì ăn nhiều mới có sức để làm việc chứ. Cái thời bây giờ á, cái nghề xây dựng nó được hỗ trợ máy móc, không có mệt như hồi xưa. Trước đây mấy cậu làm nghề gì vậy? Tôi thấy trong nhà có đồ nghề làm mộc quá trời à. Chắc làm nghề mộc hả? Chị Quý hay quá ha. Cũng kịp tìm hiểu nữa ha. Nè, nghe dặn nè. Có làm gì thì làm đúng bổn phận trách nhiệm của mình thôi. Chuyện người ta thì đừng có xí vô ha. Tại vì tôi dọn dẹp đồ tôi thấy
đồ nhiều quá cho tôi mới hỏi thôi chứ tôi không có tò mò đâu. À, thôi có gì tôi xin lỗi cậu nha. Dạ dạ. Mày thấy tao nói có đúng không? Chị đâu có ít chuyện đâu. Anh hai, có gì đâu phải khó chịu với chị. Chị ở dưới quê cho nên thiệt tình rồi hay tò mò vậy thôi chứ không nghĩ gì đâu. Thôi nè. À, bữa giờ làm bển thấy thạch thảo sao vậy? Nói nghe đi, có tình ý gì chưa? Tao có tình ý gì không? Ừ. Thôi mày đừng có tầm bậy tầm bạ. Mày khùng quá. Người ta là con gái đã có chồng á, với lại con nhà giàu xinh đẹp, mày nghĩ sao mà tình ý gì với tao? Mà nói chung là thôi thôi, mày đừng có hỏi mấy cái chuyện đó. Trời đất ơi, có làm sao đâu, bình thường mà. Tôi thấy bả bữa giờ cứ kiếm cớ hỏi chuyện ổn hải đâu rồi, kiếm cớ rồi đó. Thiệt không? Thiệt, thiệt luôn á. Ê, nhưng mà nếu như giờ tao nói thích cổ thì sao? Không lẽ hai mày thủ tiêu chồng của cổ hả? Trời, có sao đâu, vậy là quá tốt luôn đúng không? Bây giờ nè, anh Hải với lại em Hà cùng tổng tiến công cái nhà đó, đúng không? Hoa nhiều như vậy là mình phải hái một bó vậy chứ, hai cây đâu có được. À, tụi em á, không có gì đâu nha. Mà thiệt, không đi làm có mấy ngày thôi mà nhiều chuyện xảy ra quá hả? Trời đất ơi, tình yêu là nó không có cần thời gian. Thấy mà hợp cả một bãi bay vô sớp bạc bạc liền, cái gì đâu mà thời gian. Mà bây giờ anh nói thiệt đi, có ba anh em này anh nói để tụi em cùng tính. Phải công nhận nha mày, gần cổ cảm giác lạ lắm, bình yên. Tim tao nhảy lưng tưng kỳ lắm. Nhưng mà nhiều khi tao sực nhớ lại, tao cố dặn mình á, phải biết cổ là con gái của một người đã giết em gái của mình, là kẻ thù của mình, để tao ghét cổ. Tao không làm được. Ủa anh hai, em nhớ là anh với chị Vi hàng xóm. Hết rồi mày ơi, chia tay lâu rồi. Chia tay mà không còn lưu luyến gì ấy, có nghĩa là hết duyên hết nợ. Sao? Đa tình quá, đa tình. Tôi nói ông nghe nè, làm gì cũng phải cẩn thận nha. Chứ bà chủ với lại chồng của Thảo mà biết là tôi thấy là hư chuyện đó nha. Tao biết, tao hiểu. Nhưng mà trái tim của tao nó không chịu nghe theo. Xem ra ông này cũng là kẻ xấu ha. Thay đổi là liên tục, đáng cấm thù hay cái gì là yêu đương đục. Nói hồi anh chọi cho cái chén luôn á. Hôm qua em say rượu dữ vậy đó hả? À, em cứ tưởng hả là hỏng đến nỗi nào, ai dè đâu á, xỉn quắc cần câu về ói mật xanh mật vàng luôn. Sáng sớm thì cũng tưởng xong rồi, chơi ly nước lọc cho khỏe, ói tiếp, trời ơi, ói ra nước không, muốn chết luôn à. Con gái con lứa, ăn nhậu say xỉn rồi ói mửa tùm lum, có tốt đẹp gì đâu mà em cũng khoe lớn vậy. Chuyện bình thường chứ có gì đâu, hồi đó anh nhậu với đám bạn gái đó, có đứa còn xỉn hơn cả lưu ly nữa. Anh nhớ lúc đó anh ăn nguyên một con gà, uống cả lít rượu. Cuối cùng anh bị gì biết không? Anh ói ra hết á. Trời, thôi đi, nghe ghê đấy mồ à. Đã nói là đừng có nói nữa rồi mà cứ nói hoài. Có gì đâu, vui mà chị ơi, căng thẳng làm gì. Để tát nữa cho Đỗ Quyên qua xe của mấy bà già nghe tụng kinh gió lành ha. Được á nha. Ê con. Thưa ngoại. À, chào anh. Tôi đang giúp đưa ngoại cô đi dạo. À, một chút nữa anh vô phòng sửa giúp tôi cái lavabo được không? Được, khi nào cô cần. Chút nữa. Ngoại nhờ cậu Hải đưa ngoại đi dạo một vòng, nhân lúc mọi người đi chơi. Dạ, vậy ngoại cứ đi dạo với ảnh đi, một chút nữa con nhờ ảnh cũng được. Ờ, trong nhà này mình cậu Hải là có thể là đưa ngoại từ trên lầu xuống đây thôi à. Gặp cậu ngoại vui lắm. Ở trong nhà mà có người đàn ông khỏe mạnh gì cũng có lợi lắm đó con. Dạ. Ngoài đi nha. Dạ. Chẳng. Ăn nhiều chứ ở bao nhiêu cậu?
tôi dọn dẹp nhà cậu nè, rồi nhận mấy cái nhà kế bên nữa. Tối về phòng trọ ngủ chung với mấy bà cùng quê. Có một manh chiếu thôi mà ngủ qua đêm ngon lành. Tốn chỉ có 10 ngàn à cậu. Chị ở trong căn phòng đó cùng với bao nhiêu người? Nói cậu nghe cậu đừng có cười nha. Cái phòng có chút xíu mà chứa tới 30 người lần đó. Trời ơi, tối ngủ sắp lớp như cá mòi vậy, vui lắm. Chà, nhà cậu dơ quá là dơ luôn vậy đó. Bộ lâu rồi không có người dọn dẹp hả? Dạ đúng rồi. Từ ngày bé Thủy mất, căn nhà này đâu được ai dọn dẹp nữa đâu. Cậu có em gái hả cậu? Dạ đúng rồi. Nhưng mà đừng nhắc tới nó nữa. Mỗi lần nhắc tới thấy buồn lắm. Nhưng cậu bị sao vậy? Bị tai nạn hả? Em bị kẻ khác hãm hại. Em nhất định sẽ tìm gặp người đó nói chuyện phải quấy ngay khi có thể. Trời ơi, cậu định trả thù hả? À không, chỉ là nói chuyện thôi.
Anh có nghĩ là tụi mình làm cặp đẹp đôi không? Có chứ. Ôi, anh với em hợp nhau lắm nha. Anh với em thích thích hội họp nè, thích party nè, thích vui, thích âm nhạc, khiêu vũ, thích đi du lịch nữa. Quá trời hợp luôn. Vậy thì còn tình yêu, anh nghĩ sao về tình yêu? Tình yêu hả? Tình yêu đối với anh là một cái gì đó nó rất là thiêng liêng, rất là dễ sợ. Thiêng liêng lắm. Thiêng liêng mà dễ sợ là làm sao? Bây giờ vậy, anh nhìn thẳng vô mắt em nha. Xong rồi anh nói là anh yêu em lắm đuối, chết mê chết mệt em luôn đi. Hay. Cười gì? Giỡn hoài em biết hết trơn rồi, nghe anh nói gì nữa. Biết là biết gì? Thì anh biết là em dư thông minh để hiểu được hôn nhân với lại tình yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tình yêu sẽ làm cho con người ta điên lên, mắc nhiều sai lầm gì đó. Nhưng hôn nhân là một cái nghi thức xã hội mà hình như là ai cũng phải trải qua hết. Đúng rồi, ai cũng phải trải qua hết. Nghi thức xã hội hả? Ừ. Thì người ta lôi nhau đi tới quỹ ban nè, làm giấy đăng ký kết hôn. Nếu như mà là đạo Công giáo á, thì người ta đi tới nhà thờ. Nếu như Phật giáo á, thì đi tới chùa làm lễ hàng thuận. Nếu như mà xử lý tốt, sẽ sinh ra được rất là nhiều lợi. Nhưng mà hình như anh với em không thích hợp với mấy vụ án đó đâu ha. Ừ. Em á là em không thích bị ràng buộc đâu. Nè, anh nói trước nha. Nếu như mà anh với em có phải kết hôn theo ý đồ của hai bà già đó, thì em được tự do làm những gì em thích. Ngược lại anh cũng vậy. Ok. Nghe có mùi giống như là hai tên tội phạm ẩn nấp với một nghi thức xã hội. Nếu như mà là hai tên tội phạm thì anh với em sẽ là hai tên tội phạm vĩ đại nhất trên cuộc đời. Phải nói là hai tên đồng lõa vĩ đại. Chính xác. Anh rất là vui vì em hiểu được tâm lý của anh. Hôn nhân là những cái chuyện rất là tào lao. Tại sao phải lấy nó để ràng buộc tôi, đúng không? Anh sẽ sử dụng hôn nhân để sinh ra được rất là nhiều cái lợi cho anh với em. Từ từ tính anh. Em có đi ra phố với anh không? Em chỉ thích đi dạo quanh đây thôi. Anh đã bỏ cả bữa tiệc chiều nay để về sớm đưa em đi ăn rồi mình đi chơi. Em cũng nên đi ra ngoài một chút cho đầu óc nhẹ nhõm. Chứ cứ ở trong phòng mãi như thế em không khó chịu sao? Ở nhà em cảm thấy thoải mái hơn. Anh đừng cứ cố này ép em. Vậy thì anh đi đây. Anh không muốn chỉ cứ ngồi trong phòng rồi nhìn em với bộ mặt đưa đám như vậy được. Anh cũng cần phải được sống chứ. Tôi đã thử nhiều rồi, nhưng mà khách người ta có đòi hải yến không à? Anh là quản lý, thì anh cần biết rằng không có gì là không thể thay thế. Lúc đầu có thể khách chưa thích người mới, nhưng dần dần rồi sẽ quen. Tôi đề nghị anh hợp tác và cân nhắc cái việc này. Đừng có để gây nguy hiểm cho hải yến và công việc kinh doanh của tụi tôi. Cô ta đã làm tất cả mọi chuyện trở nên rắc rối, nên tôi buộc lòng phải để cô ta ra đi. Sao con lại để cho chồng con ra ngoài giữa ban đêm như vậy chứ? Con không sợ nó đi với người khác hay sao? Con thấy bình thường mà. Anh có quyền tự do làm những gì anh muốn. Sao bình thường được hả con? Bây giờ nó là đàn ông đã có vợ rồi, chứ không phải là thằng thanh niên chưa vợ. Con không thể nào để cho nó đi ra ngoài đường như vậy. Con không nghĩ đến chuyện sẽ mất chồng con à? Tại sao con phải ngăn cấm anh Phát làm những điều mà con không thể nào làm cho ảnh? Con không làm vợ ảnh được thì ảnh có quyền đi tìm người đàn bà khác. Dễ mà. Sao? Cậu muốn kiếm Hải Yến đúng không? Cậu mời tôi đúng không? Tối nay tôi muốn ở bên cô ấy. Tôi thấy
vợ cậu là một người đàn bà rất đẹp. Và cậu cũng rất yêu vợ cậu. Sao bây giờ cậu chán vợ rồi? Không có người đàn bà nào khiến tôi khao khát bằng vợ mình hết. Nhưng cũng là đồ cũ rồi. Cậu cũng thử hiểu là đàn ông luôn muốn đồ mới mà. Tôi chỉ sợ rằng nếu như cậu nếm món Hải Yến một lần, cậu sẽ không thể quên được cô ta. Và chắc chắn cậu sẽ gặp khó khăn mỗi khi quan hệ với vợ. Đó là chuyện của tôi. Mà bây giờ cậu có gọi cô ấy đến đây được không? Rất tiếc là đã quá trễ rồi. Tôi và cô ấy có một chút trục trặc. Bây giờ tôi không còn là đại diện của cô ấy nữa. Và cô ấy cũng không còn làm việc ở đây. Thế sao cậu không nói sớm? Cứ loanh qua loanh quanh vậy. Tôi thất vọng quá. Thực ra cô ấy còn làm tôi thất vọng nhiều hơn. À thôi, đàn bà mà, sớm nắng chiều mưa, rồi cô ấy cũng sẽ đổi ý. Chẳng bao lâu nữa cô ta sẽ quay về đây ngoan ngoãn. Lúc đó tôi sẽ kết nối cho cậu. Ok. Dạ, chào anh. Ông chủ nói sao anh? Rất tiếc, ông chủ và cậu An không giao kèo với nhau nên chúng tôi không thể nhận sổ diễn của cô ba này được. Xin lỗi. Tôi hiểu rồi. Các anh toàn là một lũ hèn nhát. Hắn chặn tất cả những quán bar có máu mặt trong thành phố để bọn tôi không còn đường nào khác. Nhưng mà bồ đã đi tất cả các quán bar chưa? Đi rồi. Ở đâu cũng sợ ông An. Ông bảo kê gần hết tất cả các quán bar trong thành phố. Tôi vẫn biết là hắn tởm nhưng mà không ngờ lại hèn và ghê gớm đến mức này. Hay là bồ đi đến thử những cái quán cà phê ca nhạc coi sao? Không đi nữa. Từ từ rồi tính. Ý, ý, ý. Cậu đi đâu vậy? Chưa có khỏe hẳn mà đi đâu vậy? À, em có việc gấp, phải đi đây một chút. Ừ, không được. Cậu làm ơn ở nhà giùm tôi cái đi. Cậu Hải về không thấy cậu, rầy tôi chết à. Em đi đó, về liền hà. Đừng nói trai biết nha. Trời ơi, vậy là tôi nói xạo hả? Ờ, à, thì nói xạo vậy cũng đâu có sao đâu. Em đi nha. Không có gì đâu, đừng có lo. Cậu à. Cậu. Vú thấy anh Hải như thế nào? Anh có lạ không vú? Cậu Hải hả? Bộ con thấy cậu đó lạ lùng sao? À không. Chắc không phải tại ảnh, chỉ là do con thôi. Từ ngày mà con bị cưỡng bức tới giờ, con không còn là người bình thường nữa, phải không vú? Thạch Thảo, con hãy quên chuyện đó đi. Con muốn như vậy lắm. Nhưng chuyện đó thiệt là kinh khủng. Vú biết mà, vú hiểu mà. Ngay bản thân vú, vú cũng không thể quên được cái buổi hôm đó nữa. Kể từ ngày hôm đó, con không chịu được cái sự đụng chạm của người đàn ông. Nhưng gần đây con thấy mình khác lắm. Thậm chí con... Con khác là sao? Nè, bộ có chuyện gì hả? Vú đừng có nói cho ai nghe chuyện này nha. Nếu không tâm sự được với vú, con không biết nói với ai hết. Nói đi, yên tâm đi, vú sẽ giữ kín cho con. Có chuyện gì nói cho vú nghe nè. Gần đây con bị cuốn hút bởi một người. Người đó không làm con sợ khi đứng gần. Con cũng không sợ khi được ảnh ôm. Cái gì? Hả? Thạch Thảo? Thì ra là mày. Mà làm sao mày vào được đây? Đó là chuyện của tao.
trận đòn đợt trước mày vẫn chưa thấy Si Nhê hả? Đúng. Chưa đủ Si Nhê đó chứ tao. Chuyện của tao và mày vẫn chưa xong mà. Sao? Hoang mang hả? Bây giờ thì không một thằng đàn em nào bên cạnh mày hết. Tao với mày sẽ chơi tay đôi với nhau như hai thằng đàn ông. Em nghe anh Lô nói chuyện cầu hôn mày mắc cười gần chết luôn à. Y như là hai người đang bàn chuyện ký kết dự án vậy. Mà anh Bình cũng nói vậy chị hả? Ừ. Nói đang lúc phòng miệng ăn. Ăn gì mà ăn dữ. Sống để ăn thì phải. Gì ghê vậy? Đàn ông trai bất lịch sự. Cái này em nghi á nha. Là dì Út á đang thúc giục cả hai ông lấy vợ. Bởi vậy cả hai ông cùng đề cập đến chuyện này. Rồi lúc đó chị nói sao? Thì tám chuyện chơi thôi, chứ có ngu đâu mà bàn sâu vô chuyện đó. Mà chị không thích, thậm chí là ghét ảnh luôn á hả? Không thích, không thương, cũng không ghét. Nói chung là không gì hết. Nhưng ghét nhất là cái tính phàm ăn như cá tra. Chắc là dì Út có hứa, nếu mà hai ổng lấy vợ thì sẽ chia cho một phần tài sản thừa kế. Bởi vậy hai ổng mới sốt sắng như là thi đua nhau để hoàn thành công việc. Mà em thấy kỳ kỳ sao á? Ừ, ông Bình cũng nói vậy á. Chị mà chị chưa muốn lấy chồng. Chị không chờ đợi một chàng bạch mã hoàng tử tới cầu hôn chị. Nhưng cũng không vội vàng tới mức bắt mình lấy một người mà mình không yêu. Em thử nghĩ coi, nếu cuộc sống của chị kết thúc cùng một ông chồng phàm ăn và một bầy con nheo nhóc, để đến được với nhau thì phải yêu nhau thật nhiều kìa. Chị nghĩ coi, giữa em với anh Lu á cũng có yêu đương gì đâu. Cứ mỗi lần hai người nói chuyện với nhau là như đang bàn về dự án. Nhiều khi em cũng không hiểu ảnh là bạn gái của em hay em là bạn trai của ảnh. Chị thà sống độc thân còn hơn sống với những cuộc hôn nhân mà chỉ để làm vui lòng người khác. Như vậy không có hạnh phúc đâu. Nhiều tiền cũng chả để làm gì em à. Đợi cả buổi không thấy mày đâu. Vừa mới ăn thì mày về. Ăn cơm đi. Mà mày đi đâu nãy giờ vậy? Ở nhà thấy tù túng quá, cho nên em ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa vậy mà. Nè, trong người mày khỏe hết chưa? Bây giờ em cảm thấy người em tràn đầy năng lượng luôn. Làm gì thì làm, không có giao du với con nhỏ đó nữa. Anh nói hay Yến á hả? Chứ ai? Hai anh yên tâm đi, em sẽ không gặp lại cô gái đó nữa. Em hứa với hai anh rồi mà. Và em sẽ cố gắng thực hiện lời hứa của mình. Cho dù việc đó rất là khó, từ giờ trở đi á, em sẽ chuyên tâm lo việc gia đình của mình thôi. Ừ, rồi, ra đi. Thôi. Hiện giờ thằng Hà đang ở đâu hả? Làm sao tôi biết được? Cô đừng có lẻo mép. Có phải chính cô đứng sau vụ trả thù này đúng không hả? Tôi mà biết tất cả mọi chuyện hay là biết anh Hà đang ở đâu thì đã đi tìm anh ấy rồi. Cô rồi cô cũng sẽ phải trả giá về việc này. Khỏi ra, tôi biết thừa những trò trả thù của anh như thế nào rồi. Cô đang che chở và bao che cho hắn. Được, tôi sẽ khiến hắn sống cũng bằng chết. Anh làm được gì thì cứ làm, oán oán chất chồng thôi. Cô và nó
sẽ phải trả giá rất đắt. Dù nó có lên trời hay chung xuống đất thì tôi cũng tìm nó cho bằng được. Cô hiểu chưa? Dạ, thưa ngoại, thưa mẹ. Sẵn bữa nhà mình có đông đủ như vậy, con muốn thưa một chuyện. Nhỏ tính bày trò gì nữa đây? Cần ngoại phụ giai không? Con muốn tuyên bố là con với anh Lưu kể từ bữa nay sẽ chính thức tìm hiểu nhau. Cái gì? Nói gì mà nghe không rõ vậy? Nói lại coi. Dạ, con nói là con với anh Lưu sẽ tìm hiểu nhau thật là nghiêm túc để đi đến hôn nhân. Trời, cô có khùng không? Hả? Tự nhiên con thích cái thằng ba trận như vậy? Ba, cứ để cho Lưu Ly nó nói đi mà. Nè con nói nghiêm túc đó hả? Dạ. Cũng không có gì lạ. Lưu là một chàng trai tốt, có thể đảm bảo đủ tư cách và vật chất để lo cho Lưu Ly một cuộc sống tốt. Con thấy cũng ổn mà. Đúng rồi đó, mẹ thấy cậu Lưu cũng lịch sự nè, rồi gia đình cũng gia giáo nữa đúng không? Mẹ thấy được đó con. Cậu ta có thể được, có thể tốt với ai kìa, chứ không thể tốt với con Ly được. Hả? Thiệt là dớ dẫn à. Còn cậu khác nữa, tôi hiểu rõ cái nguyên nhân mà tại sao cậu lấy con Thạch Thảo mà. Bởi vì cái chuyện này cậu không nên tham gia vào. Cháu tôi xót. Trong cái chuyện hôn nhân tôi ghét nhất là cái chuyện mà sắp đặt tính toán. Bực lắm. Ba lại gây chuyện nữa rồi. Phát nói vậy có gì sai đâu. Nè Luli à, con nói chuyện với ngoại con đi. Là mẹ với lại dì Út á có ép buộc con không? Dạ không, cái này đâu ai ép buộc gì con đâu. Con tự quyết định mà ngoại. Trời đất ơi, ông địa ơi, mày khùng rồi. Thiệt Luli, tình. Em có chắc là việc em đang làm không? Em có chắc là Lưu sẽ là một người chồng tốt không? Và quan trọng là em có yêu anh ta không? Tất nhiên bây giờ nếu mà nói yêu thì quá sớm. Nhưng mà em cảm thấy tụi em hợp tính nhau lắm nha. Nói chuyện hợp nè, sở thích hợp, ăn uống cũng hợp nữa. Em nghĩ nếu mà thời gian lâu chắc là yêu lắm luôn đó. Em đang không cố gắng để làm việc này chứ? Cái gì vậy? Tất nhiên là không rồi, em tự quyết định mà. Ủa, không lẽ quyết định của con vậy mà làm cả nhà mình khó chịu hả? Đâu có, đây là tin vui mà. Con à, mẹ chúc phúc cho con. Anh cũng chúc mừng em. Đây là một bước tiến mới đó, rất là quan trọng. Và anh hy vọng rằng Quyên cũng sẽ noi gương em. Đừng có mơ. Bây giờ chỉ có hai chị em. Em nói đi, em đã âm mưu cái gì vậy? Em nhớ là em nói hết trong bữa ăn rồi mà ta. Em nói là em sẽ là bạn gái của anh luôn. Em đừng có lừa chị. Em làm sao được chị phải biết chứ. Sao anh thay đổi quyết định lẹ vậy? Có gì đâu. Thì bữa nay em thấy em làm vậy là đúng. Nhưng bữa sau em thấy em làm cái kia là đúng. Nhưng mà vấn đề là em đã quyết định rồi. Và em sẽ không thay đổi. Có gì đâu mà ngạc nhiên. Thì biết đâu Lưu Ly thấy được những cái lợi ích khi mà cưới Lưu. Lưu cũng già giàu, có tiền. Muốn đang hỏi đó rồi còn gì? Không phải đâu cậu ơi. Theo như trong lòng tôi nghĩ á, chẳng qua cổ muốn thoát khỏi căn nhà này thôi. Muốn thoát khỏi sự giám sát bà chủ đó. Biết sao không? Trong ba cô gái này nè, từ nhỏ tới lớn á, sống á, trong sự gò bó của bà chủ lắm. Nên cổ rất là khó chịu. Hiểu không? Chứ còn cổ mà chịu lấy cậu đó đó hả? Trời đất mà biết á. Lấy cái thằng đó là cái chuyện dại dột nhất. Sao dại dột? Biết đâu mà tiêu sao? Mà mặc kệ đi, chuyện nhà người ta mà lo làm gì. Thôi mấy cậu ăn cơm đi nha, tôi đi làm á. Sao mày nói không dại dột? Không yêu mà cưới là dại dột, hiểu không? Sao anh khẳng định là người ta không yêu? Sao yêu được cái thằng mà bất tài vô tứ vậy được? Coi kỳ không? Tiện nói người ta bất tài vô tứ gì. Chứ không phải hả? Sống bám mấy cái bà già đó, đúng không? Tối ngày đi chơi mà không làm ăn gì hết trơn. Vậy là đàn ông hả? Thôi kệ người ta đi. Người ta có tiền, người ta không cần làm việc. Đó là nói làm gì? Sao không ai cản cái chuyện này ta? Ê mày thử mày cản. Thôi dẹp đi. Em không bao giờ làm những cái chuyện đó đâu. Em là tao làm. Tao thấy hai mày mắc cười quá. Không có liên quan tới hai thằng bay á. Ngồi bàn chi vậy? Mà tao thấy mày hình như đang ghen với thằng Lưu đúng không? Anh á, anh với chị Thảo có chuyện gì? Đừng nói tôi không biết nha. Nhìn con mắt ông tôi biết hết trơn à. Anh á thì có. Em nghi lắm anh. Giang nè, chắc là đang cảm thấy mất mát cái gì đó.
rồi cảm thấy hoang mang, lo lắng nè. Lão. Đó, như chị đã nghe rồi đó. Bây giờ chính thức là hai đứa nó sẽ tìm hiểu nhau. Mà chị thấy không, đúng cái lúc chị với em thất vọng thì tự nhiên hai đứa quyết định cái rụp vậy đó à. Trời ơi, chị biết không, em nghe em mừng hết lớn vậy đó. Đúng là có con gái ở trong nhà, lo đủ điều hết á. Nè, chị nhớ không, cái chuyện của con Thạch Thảo như là sát muối trong lòng em, cho nên em lo cho hai đứa kia lắm. Cũng may là bây giờ nó biết nghe lời cha mẹ rồi, nên cũng đỡ. Cũng mong là không có chuyện gì xảy ra để mình làm đám cưới cho tụi nhỏ. Như vậy cho nó dễ lòng đúng không chị? Anh Hà, anh khỏe lại rồi hả? À. Thấy anh khỏe em mừng quá à. Ở nhà tôi được hai ông anh chăm sóc kỹ lắm. Mà cảm ơn gia đình của Luli nha, đã quan tâm cho tôi. À mà chuyện của em sao rồi? Chuyện kết hôn á? Anh cũng biết chuyện đó hả? Biết chứ. Anh có giận em không? Theo Luli á thì anh có nên giận không? Vậy anh có còn có tình cảm với em không? Em biết là anh vẫn còn tình cảm với em mà. Bây giờ anh nghe em nói nè, nghe cho kỹ nha. Mẹ của em với lại cô Út của anh đó đang làm đùng đùng lên cái vụ mà anh với em sắp kết hôn á. Em có biết là cô Út của anh bả vui tới mức độ nào không? Anh làm như mẹ không vui vậy đó hả? Bả vui mà giống y như là bả sắp được tái hôn. Nè, nói nghe nha. Mai mốt trước mặt tất cả mọi người, anh phải giả bộ giống như là yêu thương âu yếm em nhiều lên. Biết chưa, chồng sắp cưới. Âu yếm em thì dễ thôi, nhưng mà có điều là em có cảm thấy khó chịu không? Thế hả? Nghĩ tới thôi là thấy tức cười rồi chứ đừng có nói. Vừa phải thôi. Chết. Anh sẽ uống nhiều. Dạ, mời chủ kêu con vô nhà đó. Dạ, vô trước đi, con vô liền. Em, sẵn hôm nay cô Út của anh qua ăn cơm á, mình bàn chuyện cưới hỏi luôn đi. Cái gì vậy cha nội? Tự nhiên mới tuyên bố là hẹn hò tìm hiểu nhau, giờ ba qua cưới xin là sao? Ơi thì tự nhiên cái bây giờ anh cảm thấy anh rất là hứng thú với cái chuyện cưới hỏi này á. Hứng thú ha nè. Trên mặt có nguyên một chữ gian luôn nè. Anh khoái cái đống tiền mà cô Út của anh hứa là sẽ sang tên cho anh đúng không? Đừng có tưởng là giấu được tôi ha. Thì anh không có giấu em. Anh thích nó thiệt. Anh đang rất là cần nhiều tiền để mở rộng cái xưởng thời gian của anh. Vậy thôi. Dẹp. Còn tôi muốn có thêm nhiều thời gian hẹn hò tìm hiểu nhau. Tại tôi biết là trong thời gian đó mẹ tôi sẽ cho tôi đi chơi xả láng mà không làu bầu hay là nói này nói nọ. Hả? Chính vì như vậy tôi mới đồng ý lấy anh. Hiểu chưa? Anh cũng hy sinh chứ bộ. Mình phải biết hy sinh vì những mục đích cao cả hơn chứ đúng không? Dẹp. Vũ không có quyền ngăn cản hay là khuyên can con một cái gì hết. Nhưng mà Vũ biết đây là một chuyện hết sức là nguy hiểm. Vũ rất lo sợ cho con. Con cũng không biết sao nữa. Nhưng con không thể nào tránh gặp mặt ảnh. Con cũng không thể nào không gặp ảnh chứ à. Từ khi gặp ảnh, con như là người khác vậy. Con phải bình tĩnh, suy xét lại. Con đừng có để chuyện nó đổ bể ra, hiểu chưa? Nếu mà biết được á, mời chủ sẽ không tha thứ cho con cái chuyện này đâu. Nghe Vũ nói nè, con là người hiểu biết hơn Vũ. Con nên biết mình phải làm cái gì chứ. Hả? Vũ ơi, chú đừng có nói chuyện này với ai hết nghe. Trời ơi, nghĩ Vũ còn không dám nghĩ tới, huống hồ là nói với ai. Con yên tâm đi, sống để dạ, chết Vũ mang theo, được chưa? Bà chị nói thiệt nha, chị không có thích em lao vô cái cuộc hôn nhân với Lưu chút nào trơn á. Đáng lẽ là chị phải chúc em may mắn và hạnh phúc mới phải chứ. Em sẽ làm cái gì với Lưu? Hẹn hò. Mà đó là chuyện riêng của em. Nếu có bất kỳ sai lầm nào xảy ra, em sẽ trả giá cho chuyện đó.
ngu ngốc, khùng điên. Ừ, sao cũng được. Còn chị á, cứ làm bà cô già ế hẩm ế hiu trong cái resort này đi. Hay quá ha. Chúc đi chơi vui vẻ. Khỏi chúc, đi chơi là phải vui rồi. Con cũng không biết sao nữa. Sau khi bị mấy kẻ cưỡng hiếp, con rất là sợ đàn ông. Nhưng với anh Hải, con không hề có cảm giác lo lắng hay sợ hãi. Khi ảnh đến gần, con chỉ muốn ôm riết lấy ảnh thôi. Nó là điều thôi thúc từ bên trong, và con cảm thấy hạnh phúc vì điều đó chứ à. Con gần như được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi về đàn ông mà bấy lâu nay. Trời ơi, nhưng mà con đâu có biết gì về cậu Hải đâu. Người ta mới tới đây làm mà, đúng không? Cậu Hải muốn làm gì, muốn đi đâu, hay là muốn nói gì, con cũng không biết hết. Con chỉ cần biết đó là người đàn ông đang làm con phát điên lên vì yêu và được yêu. Ảnh làm được điều mà chồng con không bao giờ có thể làm nổi. Trời đất ơi, con gái, con quên con là phụ nữ đã có chồng rồi hả? Con làm như vậy là làm tổn thương chồng mình, hiểu chưa? Con không biết sao nữa. Con không thể nào chung đụng với chồng con dù là đang nằm chung giường. Con biết con là một người đàn bà làm bằng đá khi nằm ở bên cạnh chồng con. Nhưng con làm là một người đàn bà yếu đuối bằng da bằng thịt khi ở bên cạnh anh Hải chứ à. Con đang làm một chuyện hết sức kinh khủng phải không Vũ? Đúng là như vậy đó. Vũ rất lo sợ cái điều này. Vũ thật là Vũ không thích cái điều này một chút nào hết. Nhưng bây giờ Vũ không biết phải khuyên con, phải nói với con như thế nào nữa bây giờ nè. Vũ đừng có làm gì hết. Vũ chỉ cần giữ bí mật giùm con thôi nghe Vũ. Thạch Thảo à, Vũ rất thương con. Vũ coi con như là con gái của mình vậy đó. Cho nên Vũ muốn là con đừng làm bất cứ một cái điều gì để sau này con phải hối tiếc hết. Trời ơi, bây giờ bản thân Vũ không biết làm gì để cho con khỏi bị tổn thương nữa đây. Vũ ơi, Vũ không cần phải làm gì đâu. Đó là chuyện của con mà. Vũ không biết á, cậu Hải đối với trong lòng con như thế nào. Nhưng mà Vũ xin con nha. Vũ xin con một điều là con đừng có chạy theo một cái tình cảm nhất thời như vậy. Nghe Vũ đi, con đang rất là mạo hiểm, con đang rất là phiêu lưu. Trời ơi, rồi sẽ rất là nguy hiểm đó Thạch Thảo ạ. Con sợ tiếp tục sống cuộc sống hiện con đang có hơn bất cứ nguy hiểm nào khác.